Xin chào tất cả quý vị khán giả, tôi là bình luận viên Tuấn Tiền Tỷ. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với chảo lửa Mỹ Đình để theo dõi trận El Clasico giữa CEO Phương Hằng, ba đâm già của Thanh Đại Nam và người không phổi Thích Minh Tuệ. Với sức chứa hơn 40.000 chỗ ngồi thì ngày hôm nay sân vận động của chúng ta đã không còn một ghế trống. Lâu lắm rồi người ta mới được chứng kiến một trận đấu lịch sử như vậy. Trận đấu của những cầu thủ không cần tiền theo đúng nghĩa đen. Một bên là có dúi tiền tỷ vào tay cũng chẳng nhận, còn một bên là chuyên cầm tiền của nhà đi để cho thiên hạ. Ba đâm già của Thanh Đại Nam với sở trường là nói không biết mệt, chửi 8 tiếng không lập từ, sẽ phải đối đầu với người không phổi Thích Minh Tuệ. Đi bộ 3 vòng đất nước rồi nhưng chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Đây là trận đấu đang nhận được rất nhiều giấy mực của giới báo chí. Các nhà cái đến thời điểm hiện tại vẫn chưa biết phải ra kèo như nào khi mà đội hình hai bên đã có một sự xáo trộn rất lớn so với cách đây một năm. Về phía của người không phổi Thích Minh Tuệ, đến thời điểm hiện tại đã không còn sự phục vụ của tiền đạo Kim Cang. Chính vì thế nên đã yếu đi rất nhiều. Đây là một mẫu cầu thủ có khả năng can lướt và chọn vị trí cực kỳ tốt. Cứ chỗ nào có nhiều camera là anh lập tức sẽ có mặt để gây áp lực lên đối thủ. Không những thế thì ngay cả khi mà đưa Kim Cang lùi sâu, đá ở vị trí tiền vệ kiến tạo, anh cũng hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Anh luôn có những đường truyền rất sáng tạo, những đường truyền cắt tiết, nhưng chỉ tiếc là cắt tiết đồng đội mà thôi. Rất nhiều lần, anh đã bóp tim và đẩy anh em vào thế khó. Điển hình nhất, đó là những quả bay lắc ở trên ba, hay là khuyên anh em YouTuber quay nhiều vào để đánh bóng tên tuổi của thầy Minh Tuệ, vừa có tiền mà lại vừa có view. Đó là điểm yếu của người không phổi Thích Minh Tuệ. Thế nhưng cùng với đó thì đội hình của CEO Phương Hằng cũng không có gì khá khẩm hơn. Sau một thời gian chuyển đến Syria để thi đấu cho Juventus, cầu thủ này cũng đã bị xuống phong độ rất nhiều. Vì ở Juve thì CEO Phương Hằng hầu như chỉ được ngồi ở trên ghế dự bị. Chính vì thế nên cái khả năng pressing của cô đã bị mai một đi rất nhiều. Ngày hôm qua thì ba đâm già của Thanh Đại Nam đã có những màn khởi động cực cháy khi mà gọi đối thủ của mình là Cu Minh Tuệ và hẹn mọi người vào ngày Chủ nhật, tức là ngày hôm nay, để tiếp tục pressing. Sở hữu các cầu thủ giàu sức mạnh, cộng với đó là tiềm lực tài chính vô tận của câu lạc bộ. Đây là lý do mà các chuyên gia dự đoán bà Hằng sẽ tiếp tục pressing người không phổi Thích Minh Tuệ trong những phút thi đấu sắp tới. Tính đến thời điểm hiện tại thì tỷ số vẫn đang là 1-1. Người không phổi Thích Minh Tuệ đã ghi được một bàn thắng rất đẹp với cú đánh đầu bay nồi cơm của những ông tu hú, những ông sư sãi nhưng chơi gái ăn thì chó hơn cả người thường. Học thì ngu nhưng mà lại rất thích cầm bằng tiến sĩ. Trong khi đó thì ba đâm già của Thanh Đại Nam cũng đã có cho mình một siêu phẩm để đời khi mà vừa từ Juve trở về, CEO này đã lập tức từ thiện cả chục tỷ đồng cho mặt trận Tổ quốc Việt Nam để nhà nước có tiền khắc phục hậu quả bão lũ. Sắp tới nếu như bà đâm già Thanh Đại Nam lại tung tiếp ra thêm mấy chục tỷ nữa để từ thiện cho bà con miền Trung bị ảnh hưởng do cơn bão Trà My thì không hiểu là người không phổi Thích Minh Tuệ sẽ tiếp chiều như nào. Rất nhiều các chuyên gia đang nghĩ tới kịch bản đó là người không phổi sẽ cầm luôn ruột nồi cơm đi vào miền Trung để khất thực, hoặc nếu như đi vào miền Trung xa quá thì sẽ khất thực luôn ở cổng trường đua Đại Nam. Lúc đó thì khả năng cao là tổ va sẽ phải vào cuộc để xem có phải đó là một pha vào bóng ác ý hay không. Nếu đúng là ác ý thật thì có lẽ sẽ có một tấm thẻ đỏ dành cho cầu thủ một trong hai đội. Vâng, và vẫn còn nguyên 45 phút của hiệp thi đấu thứ hai ở trước mắt. Chính vì thế, anh em nên sắm cho mình một chiếc ghế định hình cột sống để ngồi cho đỡ đau lưng. Chỉ với 860k, chỉ với 860k thôi, anh em đã được free ship tận giường dù ở bất cứ đâu. Thông tin chi tiết về chiếc ghế định hình cột sống, em để ở phía dưới phần bình luận nha sếp ơi!